Những người sinh năm 1972 mệnh gì và tuổi gì? Những người sinh năm 1972 là tuổi Tý, con chuột, thuộc năm sinh dương lịch từ ngày 15 tháng 2 năm 1972 đến ngày 2 tháng 2 năm 1973. Năm sinh âm lịch, Nhâm Tý. Thiên can, Nhâm. Tương hợp, Đinh. Tương hình, Mậu, Bính. Địa chi, Ý. Tam hợp, Thân Tý Thìn. Tứ hành xung, Tý Ngọ Mão Dậu. Những người sinh năm 1972 là tuổi Tý và thuộc mệnh Mộc, cụ thể là Tăng Đố Mộc, gỗ cây dầu. Những người mang mệnh này thường có một tấm lòng từ bi bác ái, biết yêu thương người khác, thân thiện, có lòng tốt giúp đỡ mọi người. Tôn chỉ trong cuộc sống của họ là luôn lấy chữ nhân nghĩa đặt lên hàng đầu để phát triển bản thân và rất khó để có thể thay đổi quy tắc sống đó. Tương sinh, Thủy, Hỏa. Tương khắc, Kim, Thổ,